Em vào nhau. Gạt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt, mở mắt chớp chớp mắt, mở tay ra nhìn theo tay, vươn tay lên hít sâu vào, đan hai tay lại lộn bàn tay, đẩy căng lên, thở ra gập người qua bên phải, trường dài tay, ép xuống thở ra. Lên hít sâu vào, đan tay lộn ngược bàn tay đẩy căng lên, thở ra xoay qua bên trái, trượt dài tay kéo căng giãn người, thở ra. Lên hít sâu vào, đan tay lên, thở ra gập về bên phải, kéo căng 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 căng, thở ra. Lên hít sâu vào, thở ra đổi bên, hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, thở ra. Lên hít sâu vào, đan hai tay lộn ngược bàn tay lên, ở đẩy căng lồng ngực, vươn cầm lên và nhịp ra phía sau, thả lỏng thúc vai, kéo căng nhịp ra sau, 5 4 3 2 1. Rồi tay phải ôm vào bắp tay trái, hít sâu, kéo căng ra sau, đầu nghiêng người qua bên phải, thở ra, nâng đầu lên, đừng cúi đầu xuống, nâng lên để bật cái khớp vai lên. Lên hít sâu vào, rỗi tay ôm cái bắp tay phải, kéo ra sau đầu, rơi nghiêng người qua, thở ra, nâng đầu lên, thẳng lưng đừng có khom lưng lại. Lên hít sâu vào, rỗi bên nhớ kéo căng để mở vai, thở ra, rồi xoay mặt lên, đầu mình mới bật cái tay trái ra sau. Lên hít sâu vào, ôm bắp tay phải kéo qua, rồi nghiêng người thở ra, suy nghĩ vào khớp vai phải. Lên hít sâu vào, đan hai tay lộn ngược bàn tay kéo ra sau đầu, nghiêng người qua bên phải, thở ra, xoay mặt lên. Lên hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, cố gắng kéo vai ra sau đầu. Lên hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở ra, xoay mặt lên. Lên hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, duỗi cổ ra, đừng rụt cổ lại. Lên hít sâu vào, xoay phải, thở ra, đặt tay trái lên đầu gối phải, bám tay vào, đẩy cái vai trái tới, mở vai phải ra sau, hít sâu vào, vươn tay lên, xoay người qua trái, thở ra, đẩy cái vai phải tới, rồi thẳng lưng, ưỡn căng lồng ngực, mở vai trái ra sau, cầm xoay theo vai, trở về, hít sâu vào, xoay phải, thở ra, đẩy vai tới, căng lồng ngực xoay, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, vặn người xoay, xiết bụng thở ra, trở về, hít sâu vào,
Lần này xoay hai tay ra sau luôn, chung tay bằng người, cúi xuống thở ra, cúi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lên hít sâu vào, xoay qua trái thở ra, rồi xoay ra sau, chung tay vặn người, xiết bụng thở ra. Lên hít sâu vào, xoay phải thở ra, vặn người thả lỏng thân, xoay xoay xoay, chung tay ép xuống. Lên hít sâu vào, xoay trái thở ra, vặn người xoay xoay xoay, thở xiết bụng ép. Lên hít sâu vào, rang tay lên, vuông cầm lên, kéo căng ra sau, kéo căng tay vai ra sau, ưỡn căng lồng ngực tới, rồi trường lưng tới thân 45 độ, đầu giữa hai tay kéo thẳng tay, thở ra xiết bụng lại, đừng cong lưng khom lưng dung ơi. Nâng tay lên, nâng lên đúng rồi. Lên hít sâu vào, kéo căng tay vai ra khỏi đầu, ưỡn căng lồng ngực, vươn cầm tới. Rồi, đó mình mới ép ngực tới, ép ngực vươn cầm trường dài tới nó mới không bị cong lưng ha. 45 độ thở ra. Lên hít sâu vào, lần nữa nè, để căng lồng ngực lên, vuông cầm lên đó, rồi trường tới xích cơ bụng lại, thở ra cứ hướng căng lồng ngực, mông thì kéo lại, tay vai thì vuông dài tới. Lên hít sâu vào, bây giờ gấp tay phải ra sau, tay trái ôm khuỷu tay phải, kéo ra sau đầu, kéo về ở bên trái, xong rồi đưa cái bàn tay nè, nắm vô cái bắp tay ha, rồi hạ tay xuống, nghiêng qua thở ra, nghiêng qua thở nghiêng thở, bám vô nắp tay và nghiêng xuống thở ra, nghiêng thở đó, để mở kéo cái khớp vai. Lên hít sâu vào, rồi đổi tay, ôm cái khuỷu tay kéo ra sau đầu trước cái đã, rồi gấp cẳng tay lại, bám vô cái nút tay phải, vươn tay phải lên, nghiêng thở ra, nghiêng qua xiết bụng thở, cái đầu đừng cúi xuống, nó không có vào khớp vai, cái đầu phải bật lên, để bật cái khuỷu tay ra sau, nghiêng thở ra. Đó, đầu thì bật lên, nhìn lên. Lên hít sâu vào, đổi bên, thở ra, nhớ đầu ra, khuỷu tay ra sau đầu, rồi đầu bật lên, rồi nghiêng thở, nâng đầu lên, xoay mặt lên. Đó, lên hít sâu vào, đổi tay, thở ra, nâng đầu lên, bật cái khuỷu tay trái ra sau, từ từ co cẳng tay phải xuống, thở ra. Lên hít sâu vào, tay xoay tay ra sau, đan hai tay lại, để căng lồng ngực, vuông cầm lên, trường tới gập xuống, thở ra, bật tay cao lên, bật tay cao lên, trán mũi chạm sàn, rồi suy nghĩ vào khớp vai, thả lỏng khớp vai ra và bật tay lên nè, bật lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nâng lên, hít sâu vào, thả lỏng tay, tháo chân ra, thở ra, giữ tay chân thả lỏng. Co hai chân lại, đạp hai bàn chân vào nhau. Hai tay đặt lên đầu gối, mở vai để căng lồng ngực, vuông cầm lên, hít sâu vào, trương tới ép xuống thở ra, khi ép xuống khuỷu tay kéo ra phía sau, kéo ra kẹp vô hai bên bè sườn, kẹp hai khuỷu tay ra sau, ép xuống thở lên,
ấy sau vào ôm gói lại cúi đầu mũi chạm gối thở ra trán mũi chạm gối ấy sau vào từ từ tách gói ưỡn căng lồng ngực kéo hai khuỷu tay ra sau kẹp về sau đẩy lồng ngực tới ở vương cầm tới rồi ép xuống thở ra cho bụng ngực chạm chân trán mũi chạm sàn nâng lên hít sâu vào khép gói lại thở ra ôm gối trán mũi chạm gối thở duỗi chân ra thả lỏng rung lắc hai chân thở sâu duỗi thẳng hai chân thẳng gối hai tay chống ra sau mũi bàn tay hướng vào người mình thở hết hơi ra hãy sâu vào nâng người lên xiết mông rồi bụng đạp bàn chân và toàn thân thẳng vuông cầm lên xiết mông đùi bụng lại thở ra hạ xuống hãy sâu vào vươn tay lên trường người tới gập xuống thở ra trường dài người tới để lùi mông ra sau trường lưng tới duỗi cổ hóp bụng thở nâng lên hít sâu vào chống hai tay ra sau nâng người lên xiết cơ bụng thở ra bàn tay chống ngay dưới vai nâng hông cao lên dùng nâng hông lên chung bàn tay chung chống xa ra ngoài quá phải thu lại xí hạ xuống vươn tay lên hít sâu vào trương tới thở ra trường dài người thẳng gói căng gân kheo rồi buông lỏng tay vai không gồng vai không rút cổ giữ cổ tới lên hít sâu vào tách hai chân ra rộng bằng vai chống hai tay ra sau đẩy căng người lên chắc toàn thân đi nào xích cơ bụng thở ra bàn tay chống ngay dưới vai vươn cầm thôi đừng buông lỏng cổ ăn duỗi cổ ra vươn cầm hạ xuống vươn tay lên hít sâu vào trường người tới gập xuống thở ra trường dài trường dài trường dài tới thẳng gối đứng bàn chân ép thở ép thở lên hít sâu vào xoay người qua phải vặn người nè chống bàn tay phải thẳng hàng với bàn chân trái chống bàn tay trái cho nó ngang hàng với bàn tay phải nha rồi nó thẳng hàng với lại bàn chân phải chung tay cúi xuống thở nâng lên hít sâu vào xoay người qua trái chống tay hai bàn tay ngang hàng nhau và song song với hai bàn chân chung tay ép xuống thở ra xiết bụng ép thở nâng lên hít sâu vào trường người tới gập xuống thở ra kéo căng 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 để lùi mông ra sau vươn dài người tới hóp bụng thở hít sâu vào ngẩng cổ duỗi lưng lên ngẩng cổ duỗi lưng tay vẫn nắm mũi bàn chân rồi đưa tay trái qua nắm cạnh ngoài bàn chân phải mở tay phải ra sau thở ra dang thẳng cánh tay mở vai ra rồi vai phải ở đâu cầm xoay theo ở đó dang thẳng ra thở ra hít vào nâng chân phải lên luôn tay trái nắm chân phải lên rồi xoay nè co đầu gối chân phải lại co đầu gối chân phải rồi xoay tay phải trở về đó, đặt vào giữa bên trong nè bên trong chân phải đưa tay phải xuống chống xuống dưới sàn chống xuống rồi từ từ xoay lên thở ra
xoay lên nhìn qua nách tay trái, thẳng lưng lên, duỗi cổ siết cơ bụng, thở ra. Thẳng lưng duỗi cổ siết bụng thở. Hít vào, từ từ co gối lại, co gối lại và đặt cái bàn chân phải lên ngay chỗ cẳng tay trái, rồi đưa tay phải ra ngoài ôm đầu gối giống như bồng em bé. Giống như bồng em bé nào, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên thành thẳng lưng, duỗi cổ đung đưa, hít thở sâu. Đây sao mà bên cô cứ đem xì ra đây cô? Hả, Hôm nay mạng là sao mà bên cô đem xì em chẳng thấy gì. sao đen, mọi người có thấy không? Rồi, chống bàn chân phải xuống nè, ngồi kiểu bà tám đó. Thẳng gối trái đứng bàn chân, rồi chống bàn chân phải đứng đầu gối lên. Tay trái nắm cổ chân phải, lách sâu cái vai ra, đừng để cho nó cấn lên đùi mình. Vươn tay phải lên, hít sâu vào. Nghiêng hông xuống, thở ra, nghiêng hông về chân trái nhỉ. Ngồi giống cô nhỉ, ngồi giống cô đi. Nghiêng hông siết bụng thở. Lật vai xoay lên siết bụng thở. Lật vai xoay lên siết bụng thở ra. Nâng lên hít sâu vào, mình chống tay phải ra phía sau. Rồi ngã bàn chân trái về phía trước, nâng người lên, đẩy căng lên, đẩy căng lên, mông rồi bụng siết lại, thở ra. Từ từ hạ xuống, hít sâu vào, rồi tay trái đặt ở phía trước nè, tay trái đặt ở phía trước, tay phải đặt lên đầu gối phải, ngã cái đầu gối phải và trường người tới, ép xuống thở ra, gập xuống thở, ngã cái đầu gối phải, tay phải nhấn nó xuống, tay trái duỗi về trước gập xuống, lắng nghe chỗ căng chỗ đau, thở ra, thở lỏng thở ra. Nâng lên hít sâu vào, hạ tay xuống và gấp cái cẳng chân phải, gấp nó ra sau, gấp nó ra sau, duỗi cái mũi chân, vươn tay lên hít sâu vào, chống cái tay trái ra sau, nâng người lên, ngã bàn chân về trước, đẩy căng hông lên, thở ra, buông đầu, vươn căng tay siết bụng thở, siết bụng bảo vệ thắt lưng thở. Hạ người xuống, vươn tay lên, hít sâu vào, rồi trường tới gập giữa hai chân, thở ra trượt dài tay tới, gập xuống thở ra, thở lỏng thở, nâng lên hít sâu vào, vươn hai tay lên. Bây giờ xoay người qua bên phải nè, xoay qua bên cái chân phải. Rồi chống hai tay được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vặn người xuống, vặn người chống tay siết bụng thở. Ép vào cẳng chân, siết bụng thở ra. Lên hít sâu vào, hai tay đang sau lưng, đang tay ở sau lưng, thẳng lưng ưỡn ngực lên, trường tới hốc bụng thở ra, cúi gập giữa hai chân, bật tay cao lên, bụng ngực cầm chạm sàn, bật tay căng lên thở ra. Nó người lên hít sâu vào, thả lỏng tay, thu chân phải về, thở ra. Tối là tối sao ta? Cũng ánh sáng là hết cỡ rồi. Nhi, ngồi giống cố Nhi, rồi nhìn nhìn để nhận ra vấn đề, tập cho nó đúng. Thẳng gối, vươn hai tay lên, hít sâu vào, trường người tới, gập xuống, thở ra trường dài, đẩy mông ra sau, trường lưng tới. Duỗi cổ trường lưng, duỗi cổ trường lưng, hóp bụng thở, cứ mỗi lần trường tới hóp bụng lại, thở ra.
Trường Tới hốt bụng lại thở ra. Rồi ngẩng đầu lên đi nào. Duỗi cổ ngẩng đầu lên. Đưa tay phải qua cạnh trái của bàn chân, hít sâu vào. Mở tay ra, thở ra, dang thẳng cánh tay. Xoay mặt nhìn theo, cầm xoay theo vai, xích cơ bụng thở. Căng người ra, mỗi tư thế đều có độ căng giãn ạ. Hít vào, nâng chân lên. Nâng chân xiết bụng thở. Rồi từ từ co chân trái, hít vào, luồn tay trái vào giữa và chấm tay xuống, rồi nắm chân và xoay lên. Xoay mặt qua nách tay phải, thở ra. Cứ thả lỏng, xoay được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mỗi tư thế mình cảm nhận thật sâu vào và lắng nghe cơ thể. Rồi hít vào, từ từ co gối lại nè. Rồi lấy tay trái ra phía ngoài, ôm đầu gối, à, giống bồng em bé. Đạp cái bàn chân nè, chân trái vào ngay cẳng tay. Nó đung đưa chân, hít thở. Thẳng lưng lên, đừng có cong lưng lại. Rồi hít vào, từ từ đạp bàn chân, mở nó ra bên hông, ngồi đó. Đó, ngồi giống như mình đi tám chuyện, mình ngồi hồi thôi, chống bàn chân lên ngồi đó. Rồi tay phải nè, đưa qua nắm cái cổ chân trái, lắc cái vai qua đó. Mỗi tư thế mình có ý ngay từ đầu là mình sẽ vào được hết tư thế à. Lắc sau, vươn tay trái hít sau, rồi nghiêng hông cho cái hông nằm lên trên đùi, cái vai không bị cấn lên. Rồi tay trái vòng qua đầu, nắm mũi chân, cho cái hông trái hướng lên trần nhà, thả lỏng cổ lên trên chân, đầu buông lên trên chân và xoay mặt nhìn lên trần nhà, thở ra, cảm nhận độ căng giãn của cơ thể. Nâng lên, hít sâu vào, vươn tay lên, chống tay trái ra sau, đẩy căng người lên, thở ra. Đó, ưỡn căng lồng ngực lên, buông đầu, vươn căng tay, siết mông, rồi bụng, thả lỏng cổ, hít thở đều. Hạ xuống, từ từ hạ người xuống. Hít vào, tay phải đặt giữa hai chân, còn tay trái đặt lên đầu gối và ngã cái đầu gối nó xuống. Rồi trường dài người tới, thở ra. Trường dài tay thì ngã đầu gối trái và trường tay phải ép xuống, siết bụng thở. Suy nghĩ vào chỗ căng, chỗ đau đi nào. Thả lỏng nó ra, không gồng lại. Thả lỏng thêm, thả lỏng thêm. Nâng người lên, hít sâu vào, dựng đầu gối lên. Vươn tay lên, gấp cẳng chân lại ra sau. Rồi xoay tay phải ra sau, đẩy căng người lên, thở ra. Đẩy căng lồng ngực lên, vươn căng tay, xiết bụng thở. Hạ xuống, hít sâu vào, vươn tay lên, trường tới gặp giữa hai chân, thở ra, trường dài lưng, hóp bụng ép xuống thở. Nâng lên, hít sâu vào, vươn tay lên, chống tay trái ra sau, đẩy căng người lên, thở ra. Hạ xuống. Hai tay đan sau lưng, hít sâu vào, đan tay, mở vai, căng lồng ngực, vươn cầm tới, ép cái ngực trước á, ép ngực, đừng có cong lưng ép. Trường lưng ép ngực, xiết cơ bụng, thở ra. Rồi bụng ngực cầm chạm sàn, bật tay cao lên, bật căng lên, xiết bụng thở, căng lên nữa, nâng người lên, xiết cơ bụng lại, chì tay, kéo căng người lên, hít vào, thả lỏng tay, thu chân về, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu. Còn ép một bên nữa nào, gấp cẳng chân lại. Vươn tay lên, hít sâu, xoay người qua bên trái, ép cẳng chân nè, thở, ép cho đều hai bên.
thở, ế, thở. Xiết bụng, ế, thở. Lắng nghe, cả cái khớp chân trái. Nâng lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thu chân về. Thở ra thả lỏng. Ngồi lui về cuối thảm mình tập trong kiềng. À, ai chưa tập được thì ngồi nhìn hướng dẫn ha. Còn ai tập được rồi thì mình tập luôn. Ngồi lui về cuối thảm, mông ngồi trên gót ở tư thế kim cương. Xòe rộng 10 ngón tay ra, đặt xuống cạnh đầu gối, đặt hai bên cạnh đầu gối. Đặt trán xuống, khuỷu tay lúc nào cũng xoay vào và cho nó song song với hai vai. Đặt trán xuống, lăn lên đỉnh đầu, sao cho đầu với lại hai khuỷu tay của mình là tam giác đều. Khuỷu tay kẹp lại, đừng có quảng quảng ra. Chống mũi chân tại đây, nhổm mông cao lên, đừng có chì nặng lực lên đầu. Mình đẩy cái mông lên trần nhà. À, cô nói chỗ này một hồi á, mình tập mình sẽ cảm nhận. Ai mà nghe nặng đầu tức là mình đã chống chân và dồn đẩy lực về đầu hết trơn rồi, cho nên nó nặng đầu là không lên được. Đẩy cái mông lên trần nhà, xiết cơ bụng lại, rồi đi bằng mũi bàn chân đi vào. Khi đi vào, tách hai cái chân ra rộng bằng với hai khuỷu tay, nhón gót chân lên. Đó, đi cho đầu gối nó tới cái khuỷu tay và nó nhổm cái hông lên, đặt cái đầu gối lên được khuỷu tay. Đó, gác cái chân lên, duỗi mũi chân, rồi tiếp tục gác cái chân trái lên, vuốt hai mũi chân, hai ngón chân cái chạm nhau. Đây là nửa cây chuối, chuối kiềng, tay chống. Khuỷu tay vuông gốc. À, chắc chắn lực, chắc chắn chia đều ra ba gốc. Rồi vững vàng rồi, mình mới nhỡ cái mông lên, xiết cái bụng lại. Đẩy cái mông lên trần nhà, bước thứ hai rút chân ra, đùi á, gấp lại ở đây, không có duỗi lên. Khi nào thấy nặng quá là tiếp tục đặt lên. À, thấy mệt, thấy nặng đặt lên, nghỉ mệt. Rồi lại rút rốn xiết bụng lấy ra. Rồi lại đặt lên. Cứ tập như vậy đó, cho tay mình chắc khỏe lên. Đừng có vội lên chuối liền. Tay còn run còn đã chưa có vững, mình lên là nó đổ. Hạ xuống em bé 30 giây rồi, mình mới cuộn người lên. Rồi mời tập đi nào. À, Nhi á, thấy xăm xòn chóng mặt á, thì thôi, khi nào xăm xòn chóng mặt quá thì thôi ha. Tư thế giúp máu lên não mà do là em không quen, chưa quen là nó sẽ bị ngợp. Rồi chống tay cạnh đầu gối, đặt trán xuống, canh với hai tay tam giác đều, lăn lên đỉnh đầu, kẹp khuỷu tay lại nha. Thấy lắc cổ tay là đi tay xích lên. Rồi chống chân nhẫm mông lên, chống chân nhẫm mông, đẩy mông lên trần nhà. À, hớp bụng lại, đi chân vào, nhẫm mông lên đi Dung. À, đúng rồi. À, tay mà thấy lắc cổ tay là đi tay xích lên và khép lại. Rồi đi chân vào cho tới đầu gối, tới khuỷu tay. À, đúng rồi, Dung đẩy cái mông lên nữa, đẩy mông lên trần nhà, đúng rồi, cho thẳng đứng lên đầu luôn, đúng rồi. Rồi, xiết bụng lại, gấp chân lên, gấp từng chân và cảm nhận sâu, mở mắt ra nha. Không nhắm mắt nha. Hít thở, đúng rồi Dung. Đúng rồi, xiết cơ bụng lại, gấp chân còn lại lên. Xiết cơ bụng, đừng quạt cái khuỷu tay ra. À, hai khuỷu tay vuông gốc, gấp lên. Gấp lên, xiết cơ bụng lại gấp lên. Dung thấy vô kỹ thuật rồi. À, mình đừng có nghĩ mình làm không được, mà mình nói là mình phải làm được, làm được. Rồi Hải với Thành lên luôn chuối đi. Chị Hương cứ tập rồi cảm nhận mệt thì nghỉ. À, cứ tập cho máu lên mặt lên não. Rồi á, chút đầu xuống không lên chân được cũng không sao. Nhưng mà phải tập
tập cho nó cân bằng từ từ, huyết áp cân bằng. Rồi bật đầu gối lên đi Hải, nâng đầu gối lên, giữ mông đó, giữ mông, nâng tiếp đầu gối lên, nâng tiếp lên, đúng rồi, đúng rồi, tiếp tục nâng tiếp đầu gối lên, đúng rồi, siết cơ bụng lại, đúng, rất tốt, giữ chắc tay lại, à, đầu tới mông mình, giữ bất động đó, duỗi chân lên, gác chân lên đi An ơi, đúng rồi, gấp chân lên, à, siết cơ bụng lại, gấp lên, giữ bất động phần đầu và hai tay. À, Nhi từ từ bình tĩnh, Nhi cứ từ từ khép khuỷu tay lại, Nhi khép khuỷu tay, nhổm cái mông cao lên, Nhi đúng rồi, đúng rồi, chân kia đã gác lên tay rồi, đừng có quạt hai khuỷu tay ra, không quạt hai khuỷu tay, siết cơ bụng lại, gấp cái chân còn lại nhẹ nhàng gấp lên, đúng. À, khi lên á dùng lực cơ bụng á, chứ em đừng có dùng ở mông là nó nặng mông. Dung khép khuỷu tay lại. Cho vuông góc với vai. Hai bàn tay em lùi xích ra sau chút, lùi xuống xí chút. Đúng rồi, xí nữa. Rồi, đẩy cái mông cao lên trần nhà, đúng rồi. Đúng, đúng, siết bụng lại, rất tốt, đúng rồi. Đẩy cái mông cao lên trần nhà, đúng. Rồi đều hai chân, đều hai chân, siết cái bụng, gấp chân lên. Đúng rồi. Đó, đúng rồi. Đúng, rất tốt, hít thở sâu. À, đúng rồi, dung được rồi đó. Cái mông còn đó, xích ra tay cho nên nó sẽ đang nặng tay em, nhưng mà kệ, từ từ. Từ từ cho em đẩy cái mông thẳng lên cái đầu là tay mình không còn nặng nữa. Đúng rồi đó. Siết lên, siết bụng và đẩy mông về phía đầu chút. Thủy An từ từ, đừng để cong cột sống. Chung bật đầu gối lên. Đúng rồi Chung, đúng rồi. Giờ duỗi cẳng chân lên đi Chung. Giữ mông đó, duỗi cẳng chân lên. Rồi, hạ người xuống, nằm xuống đi nè. Hạ người nằm xuống và lấy hai cục block. Cục block là kẹp lại. Rồi, đưa hai chân lên, kẹp hai cục block đẩy lên. Xiết bụng lại, thắt lưng chạm sàn. Xiết bụng, thắt lưng chạm sàn. Rồi, hai chân thẳng gối, xiết đùi. Xiết mông, xiết đùi, hít thở. Xiết lại, hít thở sau. Vươn hai tay lên khỏi đầu. Hít sâu vào, nâng đầu với tay lên chạm viên gạch, siết cơ bụng, thở. À, hạ đầu nhẹ nhàng, nhớ dồn lực vào cơ bụng, không phát lực ra ở tay ở vai. Hít sâu vào, siết cơ bụng lại nè, với tay lên chạm gạch, thở sạch, hạ xuống, hít sâu. Hai lên, thở ra, gồng chắc bụng với lên, xuống, sâu. Ba lên, thở ra, hít sâu. Cứ nhẹ nhàng hạ chậm lên chậm. Bốn lên, thở ra, hít sâu. Năm lên, thở ra, hít sâu. Sáu lên, thở ra, chắc cơ bụng, không nghe đau thắt lưng nha, hít sâu. Bảy lên, thở ra, hít sâu. Tám lên, siết bụng, cuộn lưng với tay lên, thở, hít sâu, ra xuống. Chín lên, thở ra, hít sâu. Gồng chắc cơ bụng, không gồng tay vai, không gồng cổ.
Với tay lên, xì sau thở, giữ lại nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Giữ chân hạ đầu, hít sâu vào, hai tay dang ngang. Rồi, ép hai chân qua bên trái, xoay mặt qua phải, thở ra. Ép qua, ép qua, ép qua. Vuông góc mà ép nha. Ép, đừng để nằm dưới sàn. Lên, hít sâu vào. Ép hai chân qua phải, từ từ xoay mặt qua trái, thở ra. Xích cơ bụng lại, xích sau, kẹt gạch giữ. Lên, hít sâu vào. Gồng bụng mà kéo lên. À, ép đổi bên, thở ra, xích sau, xích sau, xích sau. Lên, hít sâu vào. Ép thở ra. Xiết bụng, ép thở, ép thở, ép thở. Lên, hít sâu vào. Từ từ, co gối lại, vuông góc, xiết cái bụng, thở nè, 90, 90 nè, đó, kẹp gạch giữ, xiết bụng, thở, giữ, thở. Rồi sâu vào, hai tay nè, xuôi tay thần, nâng đầu lên, với tay chạm mắt cá, chân phải thở, trở về, hít sâu, trái, thở, hít sâu, hai, thở, hít sâu, qua trái, thở, hít sâu, ba, thở, hít, trái, thở, hít, bốn, thở, hít, trái, thở, hít, năm, thở, hít, trái, thở, sáu, phải, hít, trái, thở, hít, bảy, thở, hít, trái, thở, hít, tám, thở, hít, trái, thở, hít, chín, thở, hít, trái, thở, hít, 10. Giữ lại nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hít trái, thở, 5, 4, 3, 2, 1. Trở về, hít vào. Hai tay lấy gạch đưa vào đầu gối, kẹp hai đầu gối kẹp lại, đạp hai bàn chân xuống, đầu ngón tay chạm tới gót chân, thở hết hơi ra, hít sâu vào, từ từ cuộn từng rốt sống nâng mông lên, đầu gối mình kẹp gạch lại nha. Nâng hông lên, thu cầm về hõm ngực, xiết mông rồi bụng thở, không gồng vai, cứ nhắc ở đâu kiểm tra vào chỗ đó xem có bị gồng không. À, thả lỏng vai gáy, thả lỏng vai gáy thêm, thả lỏng vai gáy, cảm nhận vai gáy đang được massage, thả lỏng nó ra, hít thở sâu vào, xiết chắc mông rồi bụng xiết lại. Đó, chỗ nào cần xiết là xiết, chỗ nào cần thả lỏng là thả lỏng nó ra. Từ từ cuộn từng rốt sống hạ xuống, chậm 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 xuống. Rồi lấy hai viên gạch, nâng đầu lên và đặt ở phía sau nè, đặt ở lưng trên của mình á, kéo hai viên gạch, tập con cá với lại hai viên gạch đây, đặt ở lưng trên, thở hết hơi ra, hít sâu vào nè, đặt lưng lên, vai mở ra, xoay vai nè, mở vai ra sau, thả lỏng tay vai, buông đầu ra sau, thở ra. Hai cánh tay thả lỏng, vai mở ra, thả lỏng xuống. Thả lồng ngực đẩy cao lên, thả căng cuốn họng, vuông cầm lên, mắt khép lại, môi khép lại. Nhớ thả lỏng vai gáy xuống. Hít thở sâu vào.
mở căng lồng ngực ra, hít thở sâu, tống hết khí cặn ra ngoài, tăng dung tích không khí đi vào phổi, cải thiện hệ hô hấp. Nó tác động vào tuyến giáp, tuyến yên. Hít vào từ từ, nâng đầu lên, duỗi cổ ra, thu cầm về, lấy gạch ra và hạ người xuống, thở sàn, thả lỏng. Hai chân mở rộng bằng vai, tay xuôi theo thân 45 độ. Rồi rút rốn về thắt lưng chạm sàn, nâng tay chân lên, duỗi căng 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 ra, hấp thời vừa cách sàn vừa cách sàn, rơi tự do, chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trả về giữa, thu cầm về hõm ngực, hớp bụng ép thắt lưng xiên, buông lỏng ra, rồi thư giãn thả lỏng từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Tập trung vào bài thư giãn, nghe cô hay hô đến đâu. Tập trung vào bài thư giãn, nghe cô hô đến đâu. Tâm trí tập trung vào đến đó, cảm nhận thật sâu vào. Mở hai chân ra rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay ngửa, duỗi thẳng cổ ra, mắt khép lại nhẹ nhàng, hướng tâm trí vào cơ thể, cảm nhận thật sâu vào. Lời dẫn đến đâu tâm trí tập trung vào đến đó, để điều khiển thả lỏng ra, không suy nghĩ ra bên ngoài cơ thể. Tôi đang thả lỏng các ngón chân, người đầu ngón chân đang ấm dần lên, ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn chân, lòng bàn chân ấm dần lên, ấm dần lên, hơi ấm và sự thư giãn đang lan tỏa hai bàn chân, khớp cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng, hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần lên, ấm dần lên. Hãy tập trung vào nữa đi nào, tập trung sâu hơn đi nào, cảm nhận thật sâu vào. Hai chân đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, cơ mông cũng đang được thư giãn thả lỏng, sự thư giãn thả lỏng đang lan tỏa lên thắt lưng, cột sống thắt lưng đang được thư giãn thả lỏng, cơ lưng đang ấm dần lên, từng đốt sống lưng ấm dần lên, sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa khắp cơ lưng, hơi ấm lan tỏa vào tất cả các cơ quan nội tạng, bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng và ấm dần, hơi
ấm lan tỏa 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay đang được thư giãn và ấm dần lên. Hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, bắp tay, cửa vai. Hai cánh tay đang được thư giãn, thả lỏng và ấm dần lên. Cảm nhận sâu vào đi nào, đặt tâm trí sâu vào, cảm nhận sâu vào cơ thể. Hai cánh tay của tôi đang được thư giãn, thả lỏng và tròn. Hơi ấm lan tỏa ra sau vai, sau gáy. Hơi ấm lan tỏa lên các đốt sống cổ, vùng vai, gáy và các đốt sống cổ đang được ấm dần lên, ấm dần lên và được thư giãn hoàn toàn. Một cảm giác thật dễ chịu đang lan tỏa ra khắp vùng vai, gáy, lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán. Toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn và ấm áp. Hơi ấm lan tỏa lên bộ não, lan tỏa lên da đầu cũng được thư giãn và ấm áp cơ. Thần kinh của tôi đang được thư giãn, thả lỏng hoàn toàn. Tâm trí của tôi thật là thư giãn, thư thái, dễ chịu. Cảm nhận sâu nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể của tôi đang ấm dần lên, thư giãn, thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay, ngón chân. Cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ lan tỏa khắp cơ thể. Cơ thể tràn ngập nguồn năng lượng mới tích cực. Cơ thể của tôi đang thật là khỏe mạnh, tràn đầy nguồn sinh lực, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể của tôi thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không có bất cứ một bệnh tật nào xâm nhập được vào cơ thể của tôi. Tâm trí nói với chính mình đi nào. Tâm trí đang nói với chính mình, cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Từ từ tôi chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái. Từ từ nhúng nhích các ngón tay, ngón chân, nhúng nhích bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai chân khép sát, hai tay đan lại, lộn ngược bàn tay kéo căng qua khỏi đầu, giữ căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Co chân trái lại đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, co tay phải lại chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực. Co hai gối lại, hai tay chống xuống đỡ người và từ từ ngồi lên. Massage trán. Massage mắt. Ngồi thẳng lưng lên, vuông dài đỉnh đầu lên, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng và thư thái. Vuốt từ dưới hai rãnh cười vuốt xuống và kéo ngược lên thái dương. Vuốt sao tay phải xuống dưới cằm và ngược lại.
massage tất cả các dây thần kinh đi ngang qua cổ và đánh bay cái phần mỡ nọng cầm. Gương mặt thả lỏng và thư thái. Rồi, mời cả lớp nghỉ. Chúc tràn đầy năng lượng.